ứng dụng để thay thế các dịch vụ của Google, sau khi bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 5 vừa qua, cấm mọi hoạt động giao dịch với các công ty tại Mỹ, Huawei đã bị lâm vào trạng thái khó khăn do không thể tiếp tục hợp tác với các hãng công nghệ Mỹ để phát triển sản phẩm của mình. Tình trạng khó khăn này tăng lên khi Google tuyên bố ngừng hỗ trợ Huawei và không cho phép Huawei sử dụng các dịch vụ cũng như ứng dụng của mình trên các sản phẩm của hãng. Điều này đồng nghĩa với việc Huawei vẫn có thể sử dụng Android trên smartphone của mình, vì Android là một nền tảng mở nhưng không được cài đặt các ứng dụng của google như kho ứng dụng google play store youtube gmail google maps trên các sản phẩm này việc không thể cài đặt các ứng dụng và dịch vụ của google sẽ khiến smartphone của huawei thiếu đi những tính năng cần thiết và khiến nhiều người dùng phải cân nhắc kỹ càng hơn trước khi lựa chọn sản phẩm của huawei đặc biệt tại các thị trường khó tính như châu âu hay mỹ khi các dịch vụ của google là rất cần thiết tuy nhiên có vẻ như giờ đây huawei đã tìm ra được giải pháp cho riêng mình để có thể thay thế các dịch vụ của Google trên sản phẩm của hãng bằng chính các dịch vụ của Huawei, trong một bài trả lời phỏng vấn với tờ báo Economic Times, Ấn Độ, giám đốc Huawei chi nhánh Ấn Độ Charles Pen cho biết, Huawei có kế hoạch cho ra mắt dịch vụ nền Huawei Media Service, HBS, một sự thay thế cho Google Play Service trên nền tảng Android trước khi năm 2019 kết thúc. Việc xây dựng dịch vụ nền của riêng mình có thể giúp Huawei phát triển một hệ sinh thái di động hoàn chỉnh hơn, bao gồm cả một kho ứng dụng của riêng hãng, bên cạnh các dịch vụ cơ bản Huawei cũng đảm bảo 150 ứng dụng hàng đầu trên các nền tảng di động cũng sẽ được hỗ trợ trên kho ứng dụng của riêng mình.